Hi Father XP gồm 3 phần: giới thiệu, khảo sát tính năng và sử dụng chương trình. Giới thiệu: trong hầu hết các chương trình bảo mật dữ liệu bằng cách ẩn tập tin thư mục hay mã hóa tập tin thư mục thì phần lớn ta phải mất một thời gian không nhỏ để học hỏi cách sử dụng nó sao cho đạt hiệu quả cao nhất, vì giao diện của các phần mềm này hơi bị rườm rà. Thế nhưng với Hi Founder XP thì bạn khỏi lo vấn đề này. Chương trình có giao diện cực kỳ đơn giản, giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian quý báu của mình, nhưng hiệu quả rất cao. Khảo sát tính năng: khi bạn sử dụng Hi Founder XP để ẩn hay khóa file hay thư mục nào đó thì bạn phải thiết lập các phương thức bảo mật. Hi Founder XP sử dụng 4 phương pháp chính. 2. Dùng để ẩn các file và thư mục. Chức năng này rất cần thiết nếu bạn muốn giấu đi một thư mục riêng tư, lock, khóa thư mục nhưng không ẩn chúng, thích hợp để bạn khóa những thư mục hệ thống quan trọng của Windows như System 32. 2. Và lock. Chức năng này dùng để ẩn và khóa các thư mục. Đây chính là chức năng mặc định của chương trình. Bạn không nên sử dụng chức năng này đối với các thư mục hệ thống của Windows hay những thư mục của các ứng dụng. No Rotation. Khi bạn chọn chức năng này thì thư mục của bạn không được bảo mật. Sử dụng: 1. Thiết lập password cho Hi Founder XP. 2. Chọn file hay thư mục cần bảo mật. Có 4 cách làm như sau. Khôi phục. Sau khi thiết lập các thuộc tính trên thì thư mục sẽ bị ẩn hay khóa. Muốn mở khóa cho thư mục, bạn vào lại chương trình, click chuột phải vào thư mục No Rotation hay click vào biểu tượng No Rotation trên giao diện chính của chương trình. Để cài đặt chương trình Hi Founder XP, bạn chọn thư mục chứa file cài đặt. Bạn double click vào file cài đặt chương trình. Chọn vào Next. Chọn vào Accept the Agreement để chấp nhận những điều khoản của chương trình, sau đó chọn tiếp vào Next. Bạn chọn tiếp vào Next. Sau đó bạn chọn Install để chương trình thực hiện quá trình cài đặt. Dấu bỏ chọn ở bên Really Not, sau đó chọn Next. Sau khi cài đặt xong, chương trình yêu cầu bạn khởi động lại máy. Bạn chọn Yes nếu muốn khởi động máy ngay lập tức, và chọn No nếu muốn khởi động máy ngay sau đó. Sau đó chọn Finish để hoàn thành quá trình cài đặt Hi Founder XP. Để bảo mật cho Hi Founder XP, bạn chọn vào Tool, Change Password. Bạn gõ password vào, ví dụ là 123456. Sau đó chấp nhận là password một lần nữa. Bạn chọn OK. Bạn tiếp vào OK. Bạn tắt chương trình đi và mở chương trình lại. Lần này chương trình sẽ đòi hỏi password, bạn gõ password vào. Chọn OK. Muốn tăng tính bảo mật cho Hi Founder XP một lần nữa, bạn chọn vào Tool, Setting. Bạn đánh dấu chọn vào Add Password When Uninstalled, sau đó chọn OK. Để ẩn hay khóa. Để ẩn một file hay thư mục nào đó, bạn chọn vào menu File, Add to List, Add any folder or file. Bạn chọn file hay thư mục mà mình muốn ẩn. Sau đó chọn OK. Ở đây theo mặc định của chương trình thì file hay thư mục sẽ bị Hide and Lock, tức là ẩn và khóa. Bạn có thể chọn các tùy chọn khác bằng cách click vào các biểu tượng chính trên giao diện của chương trình như Hide, Lock hoặc là No Rotation, tức là không tác động đến file và thư mục. Để gỡ bỏ thuộc tính cho file hay thư mục đã ẩn, bạn click vào biểu tượng Remove trên giao diện chính của chương trình, sau đó chọn Yes.